Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu kênh YouTube tung những clip có nội dung phản cảm dành cho trẻ em. Quyết định do ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông ký. Theo đó, Trà Ngọc Hải, sinh năm 1996, chủ sở hữu của kênh YouTube Spider-Man Project Marvel Superhero Real Life, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi chủ động cung cấp thông tin, miêu tả hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam trong các video phát hành trên kênh YouTube. Người này bị xử phạt tiền 30 triệu đồng, quy định tại điểm D khoản 3 điều 65 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Trong khi đó, đơn vị cung cấp network là Yewon Network bị phạt hành chính 20 triệu đồng vì không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật.